Ở Tây Nguyên, Gia Lai là địa phương có diện tích cà phê khá lớn với 97.000 ha. Nhiều năm qua, cà phê là cây trồng chủ lực, là nguồn kinh tế chính của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số Rai Bana tại tỉnh Gia Lai. Trước thực trạng giá phân bón tăng cao, ngành nông nghiệp các địa phương cùng với các hợp tác xã đã chủ động hướng dẫn cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số từng bước giảm dần lượng phân bón hóa học, chuyển sang tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ tự ủ để giảm chi phí đầu tư trong thời giá tăng cao. Và sử dụng phân bón hữu cơ cũng được xem là giải pháp thiết yếu để nâng cao chất lượng sản phẩm cho cà phê vùng Tây Nguyên. Thay vì trước đây trên các chuyến xe công nông theo bà con lên rẫy là những bao phân hóa học, thì nay hầu hết các gia đình trong ngôi làng này đều tự ủ phân hữu cơ để tiết kiệm chi phí sản xuất. Bà Tui cho biết, tận dụng một lượng lớn vỏ trấu cà phê sau khi xay sát, gia đình bà trộn thêm phân chuồng và men vi sinh để ủ. Kết quả sau hơn 4 tháng, bà đã thu được đến 100 bao phân bón hữu cơ. Đây là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho cây cà phê đang vào mùa nuôi trái. Một bao thì tới 500 lồng mà thì không nổi, thì cố gắng trộn với cái này thôi thì nó đỡ. Cái này thì mình ủ về phân heo, đổ cái này thì nó xanh, trái nó cũng đỡ nó rụng. Tham gia vào các tổ hợp tác xã nông nghiệp, người Bana, Gia Rai ở các vùng chuyên canh cà phê tỉnh Gia Lai như Đắk Đoa, Iagrai đều trải qua các lớp tập huấn về canh tác cà phê bền vững. Và một trong những giải pháp hữu hiệu vừa giúp tiết giảm chi phí, vừa nâng cao chất lượng cà phê mà bà con đồng loạt áp dụng trong vụ cà phê năm nay chính là tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh tự ủ. Lấy vỏ cà phê thì bỏ trong chuồng bò ấy. Sau đó thì mình u xong mình lấy vỏ chỗ gốc cà phê tốt. Thực hiện theo cái cà phê 4C thì hợp tác xã Đắk Rông cũng đã triển khai và làm các cái mô hình và đã được coi là cấp chứng chỉ cho tất cả là 38 thành viên của hợp tác xã với diện tích là 50 hecta đạt là các cái tiêu chí cà phê 4C và đã có nguồn gốc truy xuất. Nhiều bà con nông dân cho biết việc sử dụng phân bón hữu cơ tự ủ tuy mất nhiều thời gian và công sức nhưng hiệu quả đem lại rất cao. Không chỉ giúp bà con tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường mà sử dụng loại phân bón này còn đáp ứng các tiêu chí sản xuất an toàn theo hướng Việt Gáp, Global Gáp, 4C hữu cơ mà các hợp tác xã cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đưa ra.